Kính chào các bạn yêu cơ trong video này kênh học của tôi Lai sẽ gửi tới các bạn về cái ván đấu thứ hai của ngoại tinh lai khách vương thứ nhất nhân vật số 1 kỳ đàn và kỳ thủ trẻ Lưu Vĩ Long một kỳ thủ có cái tên khá là mới trên kỳ đàn trong ván đấu diễn ra tại vòng thi đấu 132 của giải cờ tướng tài Tiến bôi đang diễn ra tại Quảng Đông trong ván đấu này thì bên vương đi hậu ở bên đỏ của anh Lưu Vĩ Long cầm tiên thủ và chọn phương án là phó 2 bình 4 bên đen mạng 8 tiến 7 bình 3 tiến 1 xe 9 bình 8 Mã 2 tiến 3 và vương mở pháo 8 bình 9 Hình thành tam bộ hổ Binh 7 tiến 1 Lập tức là pháo 2 bình 3 Kê đường pháo lại Pháo 8 bình 5 Binh 3 tiến 1 Và tượng 7 tiến 9 Thì cái lực cờ tượng 7 tiến 9 này Là một cái biến hóa nó không thật sự tích cực Dành cho trận hình Bởi sau khi bên vương thứ nhất lập tức là Binh 3 tiến 1 qua thì tượng treo lên ở Tượng 3 tiến 5 Mã 8 tiến 7 À, xe 8 đến 4 tuần hạ xe đến từ vương thứ nhất, cái thủ pháp tiếp theo của anh sẽ là pháo xe 8 bình 3 để qua cái lộ 3 của bên mình và chấn áp được cái trận hình của bên đỏ. Các bạn nhìn thấy cái vị trí tượng treo này là một cái điểm yếu chết người trong cái hệ thống phòng ngự của bên đỏ. Xe 1 bình 2 và vương xe 8 bình 3 bắt tượng. Ở đây nếu mà thoái tượng về thì sẽ là dùng con pháo quật xuống mất cây ngay Bắt buộc phải phế tượng rồi Đây có lẽ là trong một cái khai cuộc mà bên đỏ người ta cũng có nghiên cứu qua Nhưng mà không thật sự là sâu lắm Bình làm tiến 1 ở vườn lập tức là chém xe Bên đỏ Mã 7 tiến 5 Lối kết liên hoàn mã và đang có nước cờ tranh tiên Về sau sẽ tấn công vào hệ thống trung lộ của bên đen Thoái về Bình làm tiến 1 ăn tốt lên. À, thì tới đây là bên đỏ của kỳ thủ Lưu Vĩ Long đã có một cái thế đánh nhất định nhưng mà anh không tận dụng được cái một cái phần ưu thế của mình là có thể đi vào cái biến hóa là xe 2 tiến 5 chơi kỵ hà sa. Vĩ tưởng là sẽ ăn vào tốt trung tâm và mượn lực để nhảy coi các bộ liên hoàn mã lên tấn công vào tuyến trên. Ở đây thì bên đỏ nếu mà đi vào phương án thứ hai là xe 2 tiến 5. Ở khi đó thì vương có thể sẽ là binh mã tiến 1 tiến xuống và lượn mã 2 tiến 4 lên ở đây thì bên đen không thể đi nó cờ bên 7 tiến 1 được Bình 7 tiến 1 thì bên đỏ người ta mã 5 tiến 3 thì cái đường mã lên rất là thoáng chúng ta có thể thấy ở đây nếu mà bên đỏ đánh tiếp có thể sẽ là bình bảo tiến 1, 1 vương ăn tượng lên về và đóng pháo vào ngũ hình cờ này tấn công thì hai bên rất là phức tạp và xô sát nhưng hình cờ này chúng ta có thể thấy về cái mặt tấn công ấy thì bên Đỏ có phần nó dễ đi hơn so với bên đen đang ở cái thế quân, thế cục mà bên đỏ, đỏ đang có con xe ở lộ 3 đang đè chặt cánh mã của đường bên đen. Trở lại với hình cờ thực chiến thì cái lựa chọn của bên kỳ thủ Lêu Vĩ Long đưa ra không phải là phương án mạnh và nó khiến cho Vương Thiết có cơ hội cướp được tiên cơ ngay. Phương án số 1 khiến Vương có cơ hội bình bảy tiến 1. Ở đây thì bên đỏ có hai lựa chọn thôi, một là ăn tốt qua hoặc là đi lực cờ mã 4 tiến 3 bắt mã. Thì cả hai lựa chọn này đều rơi vào những cái vị trí hiểm địa dành cho quân lực của mình. Chúng ta thử đi vào cái phương án số 2. Ở đây nếu mà bên đỏ của Lưu Vĩ Long mà mã 4 tiến 3 ăn mã, ở khi đó vương lập tức là pháo 3 bình 7. Nếu ăn qua đây thì sẽ là bình lòng tiến 1. Các bạn nhìn thấy hình cờ này hai bên đều có tốt qua sông nhưng mà bên vương đang có lực cờ là hơn tượng rồi. Đồng thời các bộ quân của bên vương thứ nhất cũng là ở cái thế cửa trên. Chúng ta quay trở lại về cái hình cờ thực chiến trong cái bối cảnh mà ngoại tinh khách binh 7 tiến 1 à, bên đen đi lớp cờ thỏa đáng hơn là binh 3 tiến 1 ăn tốt qua. Hai bên đấu mã nhau, bình qua và binh 5 tiến 1 đến từ vương thứ nhất. Đá rút vào vương mã 2 tiến 4. Xe 2 tiến 4 bắt tốt và bình 5 tiến 1. Tiến pháo bắt xe. Chạy xe giữ tốt và xe 2 thoái 1 về để có ý tưởng là sẽ bắt con tốt của bên đen đồng thời không cho con tốt đen bình làm tiến 1 để ăn pháo. Đây là một đất cờ cũng thỏa đáng. À vương xe 1 bình 2. Một đường cờ ra xe cũng rất là hay của ngoại tinh lai khách một phần là ra xe đồng thời một phần thứ hai của anh trong hình cờ này là sẽ tiến tiếp con xe 2 tiến 6 lên để chấn áp trận hình. Ở đây liệu bên đỏ không thể đi vào cái biến hóa là nhảy con mã 3 tiến 5 được theo phương án này để làm dây trung lộ và mượn lực để lao mã lên ở những cái vị trí điểm cao thì khi đó vương sẽ đi ra cờ là xe 2 tiến 6 để chết mã ngay. Trong hình cờ này bắt buộc bên đỏ phải đi ra cờ là xe 2 bình 5 ăn tốt. À, vương nhất không đấu cây mà anh đi nước cờ là tiến xe lên xe 5 tiến 1 và sĩ à, 4 tiến 5 củng cố trung lộ trước tiếp tục là b năm tiến một đến từ à, liêu vĩ long đây là một cái biến hóa cũng rất là tốt dành cho bên đỏ khi bên đỏ các bạn nhìn thấy là đang có thế tấn công ở phần trung lộ rất là mạnh với xe pháo tốt ở trục dọc đồng thời còn à, mã ba rất là linh hoạt vương xử lý trong hình cờ này bằng phương án là à, tượng năm tiến bảy nhưng ngoài ra Vương cũng có thể đi vào một biến hóa khác là phương án là mã 4 tiến 2. ở à, phương án mã 4 tiến 2 này, nếu mà bên đen ở à, bên đỏ là đánh vỡ tượng thì Vương sẽ có thủ pháp là mã 2 tiến 3 bắt xe. Xe chạy và tượng 7 tiến 5. Để triệt tiêu được con tốt nguy hiểm của bên đỏ. Chúng ta quay trở lại với cái thực chiến của ván đấu ở đây bên đen của ngoại tinh là khách ta không đi phương án số 2 mà gác tượng lên ở phương án tượng 5 tiến 7. Ở phương án này thì cũng là một cái phương án nó khá là hay nhưng mà bên đỏ cũng có thể đi vào một cái đường hướng cờ mà gây khó chịu hơn dành cho bên đen của vương thứ nhất. Ở đây nếu mà bên đỏ đánh cao tay hơn thì lên đi vào cái biên hóa là pháo 5 chiến 1 phương án số 2 sẽ khiến cho hai con xe của vương thứ nhất phải tách khỏi hàng ngang. Chạy qua thì sẽ là thoái pháo về sau đó mã ba thoái năm phương án mã ba thoái năm này lấy, lấy thoái làm tiến để có thể phát triển mã theo đường mã năm tiến sáu đang có thể bắt đôi chúng ta có thể thấy nếu mà đánh ra hình cờ này ấy, thì bên đỏ xong một cái vài cái thủ pháp di chuyển pháo đã cướp lộ khiến cho bên đen của ngoại tinh là khách đã phải di chuyển hai con xe đứng ở cái hai cái vị trí nó không còn đắc địa nữa mà hình cờ này thì mặc dù bên đen vẫn ưu thế là hơn tượng nhưng lực tấn công ở trung lộ và đồng thời các lộ phát triển quân của bên đỏ có rất nhiều điểm công kích thì chúng ta cũng không thể biết được đối thủ nào giành chiến thắng nhưng mà đáng tiếc cũng là một phần do đẳng cấp của anh mà bên đen không thể đi vào được cái đường hướng cờ được coi là mạnh nhất anh đi vào một cái biên hóa khác là xe nam bình 6 bắt mã vương lập tức mã bốn tiến ba đuổi đại xe chạy xe và la mã lên những cái đường cờ tới đây thì chúng ta có thể thấy là bộ mã của vương thứ nhất rất là mạnh rồi tức tiếp theo có thể đi lớp cờ là mã hai đến bốn để dọa rất nhiều những đường hướng tấn công Lao mã lên vương giật xe về bắt pháo tiến pháo và pháo chín bình sáu bắt mã đến từ vương thứ nhất ở đây thì bên đỏ lựa chọn cái phương án là bỏ mã luôn anh đi vào cái biến hóa số 2 số 1 xin lỗi các bạn là phương án là À, xe 6 bình 8 để về sau có thể là cắm đáy Nhưng mà đây là một cái tính toán Sai sót rất lớn của bên đỏ Chúng ta sẽ thử đi vào cái biến hóa số 2 thì sao Thì nếu mà ở đây nếu mà bên đỏ muốn giữ quân ấy Thì cũng sẽ là một cái hình cờ rất là kém rồi Ở đây nếu mà bên đỏ tách cân pháo qua Đây à, Giữ lấy mã thì khi đó vương sẽ có đòn Cờ rất là cao Hoặc là bình cả xe qua đây Đang dọa đánh sĩ sát cuộc Chạy mã thì sẽ là bay mã xuống một cái đường cờ xử lý mã đẳng cấp của ngoại tinh lên khách đang đe dọa hai đường cờ một là có thể trừ tướng bắt xe hoặc có thể một đường cờ khác là nhảy con mã 4 tiến 6 để không bị bắt xe thì chắc chắn là phải dâng xe chỉ tiến một rồi và khi đó vương sẽ có thủ pháp là dâng xe 6 lên à, pháo 6 lên để có thể đóng vào ngũ chiếu tướng nó tạo ra một cái thế trận có thể nói là ưu thế tuyệt đối dành cho bên đen trong hình cờ thực chiến ấy, thì tới đây là bên Lưu Vĩ Long anh ta bỏ mã có thể là anh ta tính sót nước và đi một lớp cờ có thể nói là thua ngay phương án số 1 xe 6 bình 8 vương lập tức quật pháo lên chiếu tướng và thoái pháo về lên sĩ sau đó vương 66 pháo bình 5 để củng cố vững chắc hệ thống trung lộ khiến cho trận hình của bên đỏ hiện tại không có điểm đánh đồng thời đang phản nhập trung pháo vào và đang có thế dọa rất nhiều những đường hướng tấn công tiếp theo như là nhảy con mã xuống ở đây các bạn nhìn thấy là bên đỏ đã chấp nhận đã buông cờ nhận thua rồi bởi giờ sử đánh tiếp thì chúng ta có thể thấy là hình cờ hơn quân dành cho vương thứ nhất nếu mà đánh tiếp hai đường hướng ở đây một phương án thứ một là quật pháo qua để có thể đe dọa đường cờ cắm xuống đáy tấn công ngược trở lại bên đen thì vương sẽ có thủ pháp xe hai bình một bắt cây bắt đôi cây các bạn lưu ý ở đây là căn giả cho nên là con xe đỏ không thể tiến lên được tiến lên thì bên đen người ta xe 3 tiến 5 sát cuộc ngay có một phương án số 2 trong hình cờ này nếu mà thoái pháo về thủ đường mã của tương lai thì khi đó vương sẽ lập tức là chuyển xe qua bắt tốt xe không thể ăn lên được bắt buộc phải chạy xe và lao mã xuống chạy qua đây thì vương pháo 3 bình 4 các bạn nhìn thấy hình cờ ưu thế tuyệt đối dành cho bên đen À, như vậy là một kênh học của tôi online vừa trình bày của các bạn uh, video rất là nhanh về cái ván đấu của ngoại tinh Lê khách ở uh, trong cái buổi chiều ngày hôm nay và sáng ngày mai thì sẽ, sẽ diễn ra hai cặp đấu đặc biệt là đáng chú ý của thục sơn thiệp trịnh đi đồng sẽ đối mặt với mạnh thần và vương thứ nhất sẽ có dịp chạm trán lục bạch thần kiếm tại giải của tướng Tài thần bôi đang diễn ra tại quảng đông và xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tới